kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pwede ka bang umalma? Isang ngiti pa sa may lalakitan, talaga kita. Baby girl, just move if you wanna, shake if you wanna. Sige, alam din, alam din, alam din mo. Move if you wanna, twerk if you wanna. Kambog lahat ng nakatingin. Shawty, why you so fun? If you got it from your mama, ass like Coke. Taas ang kababa, ha? Alam ko naman, palapang ka talaga, ha? Hindi ko titigilan yan hanggang angels in the air. I want to see my angels spread your wings. You know why? Canada's got nothing but angels. We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance music. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat till it hurt. Everybody in the club go to work. I'ma rock to the beat. Okay, party people in the house. Pero di nila alam, bragadong atake, may gusto mo tali. Ako lang
pag usapan na minapan ang isa ko sa kasama din na pwede mawala pa. Kita kita sa karir ko, sobrang beses ulitin ko na bago mawala to. Kaya kada may bagong pasang beat, pinupulito pa naging katalapat. Kasi ganun dapat, kilala mo naman ako, alam mo naman. Mahal na mahal ko, baka tagapakinig. Sila dahil ako bakit ako mapal, parang dahil parang sila'y pipirin. Sila nakatulong kaya dito na ako nakarating. Di ko akala isa iba ko dadali. Thank you.
wanna freak me. I said, you. You should just let me freak you. I said, you. You should just. Oh,
Alam ko naman, wala bang ka talaga. Kalma, kalma.
dahilan para tabihan ka. Baby girl, just move if you wanna, shake if you wanna. Sige, alugin, alugin, alugin mo. Do what you wanna, surf if you wanna. Kapag lahat ang nakatingin, shawty, why you so fine? You got it from your mama. Ass like coke, taas ang kababa. Alam ko naman, palabang ka talaga. Hindi ko dahila. Baby girl, just move if you wanna, shake if you wanna. Sige, alugin, alugin, alugin mo. Là quá nóng thì như nói thực chất mà nó là thấp cùng
mà cái đủ cái đại long có nó có giống như cái chè thì phải cấn mà nó thật là sâu rồi cái bụng lắm. Nhưng mà cùng thầy Vinh Hạnh là được hy sinh, có cơ hội được làm với việc với cho giáo sư, chẳng không biết là rồi đấy là không biết là có đủ đi đồ hay là thế này họ để mà giúp giáo sư không, nhưng mà gọi là được một năm làm việc giúp giáo sư cảm thấy là cái trách nhiệm của mình gần lớn trong cái giáo sư này là một người giống như một người chồng người cha, trách nhiệm cái gia đình mình chỉ có cái trách nhiệm cũng là nói lên cái tầm lòng của đại lòng của con. Anh em cũng mong là quả thời đây anh em sẽ là cố gắng hy sinh phần việc của nhà để là cũng làm việc với tất cả là sẽ thiệt thòi cái tinh tế thời gian và nó cũng ảnh hưởng nhiều cái va chạm trong cuộc sống, va chạm nhiều cái cho nên là ta phải bỏ qua những va chạm hy sinh để là cố gắng giúp giáo sư chúng ta có công sức. Mong là anh em cố gắng và con chia sẻ. À, bây giờ sẽ là cái ý kiến của đại diện đại lang khóa ba, có lẽ anh Sơn này. Thầy còn xin được ý kiến của văn sớt là anh Sơn đó, là trái trung quả này thì con xin có vài lời. Khi lời đầu thì con hay lời cho bác được cái mới á, xin lỗi vì hôm nay thì thầy đọc thì đông nhưng mà thầy cũng phải nhận đến đấy thì không biết là tinh thần công việc có làm được không, nhưng mà tinh thần thì thầy ít quá thì con xin lỗi bên hội nghị bên các ban ngành thông cảm cho quả cho con. Thì trước tiên đầu năm thì con hay lời cho bác trường trái với thì cũng sức khỏe nhiều điều may mắn và đặc biệt là nhiều hơn nữa trong năm mới. Thì con xin có ý kiến tiếp theo là cảm ơn hội đồng phục vụ và kết quả tái là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm qua và sáu nữa thì xin hướng dẫn cho chúng con để giúp đỡ chúng con thì chúng con làm tốt công việc. Thì chúng ta bây giờ thì chúng con chưa nắm bắt được, chưa biết được là sẽ làm như thế nào, nhưng mà có thể những điều kiện quả nhân được phải làm thì con cũng giảm thời gian, con cũng bỏ thời gian, con chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn. Bình thường thì con thường nói về khóa trước thì con nói về anh Hoa với anh Băng, anh Băng chị Lương á, với mấy anh có điều trái trước và khóa này con cũng tâm sự với anh Hoa. Khóa này rồi anh Nguyên rồi anh Tuấn rồi anh Lương trong ban lãnh đạo á, thật là một giáo sư mà không có trái lăng thì như một cái quốc gia không có quân đội, chúng tôi rất yên tâm với điều kiện á, với tư cách hội đồng phục vụ, nếu mà không có trái lăng thì các cái việc khác thì thuộc về an ninh trật tự tất cả vấn đề, cho nên vai trò nòng cốt của các anh ra rất quan trọng, mà các anh cũng đến yên tâm là Chúa sẽ không để mình thiệt thòi kinh tế đâu. Thì tôi hỏi anh Sơn tham gia vào cái khóa này anh thiệt thòi kinh tế đi trước, mặc dù là anh cống hiến cho giáo sư rất nhiều nhưng mà thấy anh cũng béo ra đẹp lắm, tất cả nó đều tốt cả, nên là anh em cứ mạnh dạn, chúng tôi cũng sẽ đứng sau các anh và để là anh Hòa rồi anh Sơn là những người đi trước họ cũng không bỏ ta đâu, họ sẽ là giúp đỡ mình bằng cái tên là cầu nguyện đấy, cháu đó là đồng viên cách khác, cho nên mạnh dạn và cảm ơn thầy Nghĩa, tức là giữa anh Nghĩa anh Trai Lan đã đại diện cho anh em và nhận việc một lần nữa xin cảm ơn, và chúng ta sẽ hẹn một ngày khoảng ngày thứ ba thứ tư gì đó để học các cái đầu lái này của văn lan Trai Lan khu và Trai Lan mới giao nhiệm vụ đúng không? Thì trong đêm hôm nay thì xin Trai Lan khóa hai tiếp tục trực cộng trong bài lên nữa là chúng ta sẽ hoàn thành. Chắc có lẽ các anh bỏ ra quá thời gian, nhưng mà một vài đến cả sáng cả không đến đây chắc chắn là mất chỗ thì rất là nguy hiểm. Xin cảm ơn, lần nữa xin chúc mừng. Xin bắt tay vòng nữa. Bây giờ hội nghị có những